Và trên tay tôi là hộp hạt mầm tình yêu. Và đây là hộp hạt mầm tình yêu được cải tiến so với cả phiên bản 1. Tôi là một người rất là yêu cái đẹp, cho nên là đối với tôi ấy thì đối với phụ nữ đấy thì cái gì nó cũng phải đẹp đẽ, cái gì nó cũng phải long lanh. Thế cho nên là hạt mầm tình yêu, đây là hộp của nó. Và bây giờ thì tôi sẽ mở bên trong ra cùng khám phá các bạn. Hãy gieo hạt mầm tình yêu bằng tất cả sự chân thành và điều kỳ diệu sẽ mang hạnh phúc đến bên bạn. Ký tên mang tình yêu nhá. Ok, và bên trong ấy thì chúng ta sẽ có một cái lá cả về 10 điều luật hạt mầm tình yêu. Và đây, ta-da. Đây là điều kỳ diệu. Tôi sẽ cho bạn nhìn thấy rõ ràng hơn ở trong hạt mầm tình yêu này có cái gì nhá. Ok. Đấy, hạt mầm tình yêu này là được đưa vào bên trong cái lọ này bằng các bà phù thủy già ở La Paz, Bolivia. Đấy, và chúng ta có thể thấy đây, đây chính là một trong những cái biểu trưng của nam và nữ. Nó là vật cầu duyên này. Đấy, và ở trong này này, nó có một cái, để tôi tìm nhá. Biểu trưng nam nữ này. Cái đây là cái móng ngựa tượng trưng cho sự may mắn. Thế và cái hình ảnh này tượng trưng cho sự, cái hình ảnh này, à tôi nhớ rồi, cái hình ảnh này ấy, thì các bà ấy nói với cả tôi là tượng trưng cho sự nghiệp. Ok. Và trong cái hộp hạt mầm tình yêu này này thì nó đã được các bà phù thủy già ở thủ đô La Paz, thì các bà ấy khi mà đưa vào đây thì các bà cũng gọi là niệm niệm. Thì tôi thì tôi không quá là tin tưởng về việc tâm linh. Thế nhưng mà khi mà cái người bạn của tôi cũng có cái hộp hạt mầm tình yêu này này. Đấy, và anh ấy cất ở trong cái tủ quần áo của anh ấy, cất rất sâu luôn. Đấy, và hôm đó thì anh có một cái cô bạn ấy chuyên làm về năng lượng. Đấy, và cô ấy cảm nhận được những nguồn năng lượng khác biệt với cả cái nguồn năng lượng thông thường, có tần số khác biệt với thông thường. Thế thì cô ấy mới đến chơi nhà anh ấy, thì đột nhiên không nói không rằng cô ấy đi ngay đến tủ quần áo của anh ấy, mở cửa ra, cho tay vào sâu bên trong và đúng vào chỗ mà đang để hạt mầm tình yêu, và cô ấy lôi ra và cô ấy nói rằng vật này có năng lượng. Thế và sau đó thì cái anh bạn đó, một trong những người đồng hành cùng với tôi đi đến thủ đô La Paz, thế và anh ấy nhắn tin cho tôi, để bảo là đúng là cái vật này có năng lượng. Nó đã được tích lũy cái nguồn năng lượng từ trước, tích lũy cái nguồn năng lượng từ những cái bà phù thủy già ở La Paz. Thế bà ấy đưa vào đây cái nguồn năng lượng là cầu duyên, nguồn năng lượng cầu sự bình an. Thế và sau đó thì tiếp tục là bà ấy cũng nói tiếp về những cái điều luật hạt mầm tình yêu. Và điều tiếp theo bà ấy dặn mà tôi, đó là cần phải nói lại với tất cả những người mà có cái hạt mầm tình yêu này bằng cách là phải liên tục đọc 10 cái điều luật hạt mầm tình yêu, liên tục nói, và đồng thời là sẽ niệm, sẽ neo, nói theo ngôn ngữ hiện đại là sẽ neo tất cả những cảm giác, tất cả những cảm xúc, neo tất cả những điều mà học được, những điều cảm nhận được ấy, những cái cảm xúc bình an khi mà đọc những cái 10 cái điều luật hạt mầm tình yêu này, và neo vào trong cái hộp hạt mầm tình yêu. Và một điều nữa bà ấy nhắc với cả tôi là về tính riêng tư, tức là cái hạt mầm tình yêu của ai thì người đấy dùng chứ không được chia sẻ. Thế và clip sau thì tôi sẽ nói việc là phải riêng tư như thế nào. Có một điều trong cái lọ hạt mầm tình yêu này, lúc đầu khi mà tôi vừa nhìn thì tôi cảm thấy hơi buồn cười, bởi vì tôi trông nó cũ cũ, trong cái lọ thủy tinh thì mà nhìn cũ cũ như thế này. Nhưng mà sau đó khi mà tôi nhìn lại ở trong cái những cái gian hàng ở trong chợ phù thủy đó, thì tôi thực sự là tôi thấy đúng là mọi thứ đây nhìn nó cổ xưa, nhìn như là từ thời, tức là từ xa xưa rồi. Đấy, thì ở nơi đó thì khi mà họ đang ở trong cái nền văn minh khác với cả mình, đấy thì họ truyền được năng lượng đấy vào những cái vật như thế này. Đấy thì mình dùng, mình có tác dụng thì mình cũng không hiểu vì sao. Thì thôi, cũng chấp nhận việc là trông nó cũ như thế, bởi vì là cái nền văn minh của họ nó khác mình. Đấy, và cái việc mà thể hiện các thứ của họ nhìn cũng khác mình luôn.
Đấy, nhưng mà tự nhiên mình thấy có tác dụng đấy, thì mình hướng dẫn và mình chia sẻ lại. Đấy, và thực sự ấy, khi mà tôi nhìn cái lọ hạt mầm tình yêu này, cứ càng nhìn thì tôi lại càng cảm thấy bình an, tôi càng cảm thấy trong lòng mình dấy lên cái cảm xúc hạnh phúc. Đấy, và đây là cái điều mà thực sự là cái hạt mầm tình yêu đã giúp được cho tôi. Đấy, và đấy, để cho các bạn nhìn thấy thì ok đấy, nhưng mà sẽ không được chạm vào cái hạt mầm tình yêu của tôi, nên tôi lại cất đi. Trên tay tôi hôm nay là hạt mầm tình yêu. Và hẹn gặp lại bạn vào clip sau nhá. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Tôi sẽ tiết lộ thêm một cái bí mật về hạt mầm tình yêu. Bye bye.